chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Tâm Family. Mến chúc các bạn và gia đình thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn bình an trong cuộc sống. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món lá lốt chiên giòn, một công thức cực kỳ là đơn giản. Lá lốt thì có rất là nhiều công dụng và ăn rất là tốt cho sức khỏe. Thì với một công thức rất là đơn giản mà mình có được một món ăn ngon, mình có thể làm món ăn vặt cho gia đình. Vừa ngon mà vừa rẻ tiền nữa các bạn, không có quá là tốn kém. Nếu các bạn yêu thích cách làm của mình thì mình mời các bạn vào bếp làm chung với mình nha. Còn video mà mình chia sẻ các bạn thấy hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào cái chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới từ kênh mình. Còn bây giờ không để các bạn chờ lâu, mình mời các bạn cùng xem cách của mình làm như thế nào nha. Thì đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu cho món ăn này. Thì không thể nào thiếu lá lốt. Lá lốt nếu nhà có trồng thì mình sẽ hái và rửa sạch với nước muối. Còn không có trồng thì mình ra chợ mình mua nha các bạn. Và lá lốt ăn rất là tốt và cũng được đưa vào chế biến rất là nhiều món ăn khác nhau. Thì lá lốt mình chọn lá vừa, không quá già cũng không quá non. Thì với công thức này mình làm từ 10 đến 15 cái là được nha các bạn. Thì mình chọn khoảng là 15 cái lá. Rồi tiếp theo 2 quả trứng gà, 15 gram nước lọc, 1/4 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê đường, 40 gram tinh bột bắp. Và tinh bột bắp thì mình sử dụng hiệu này và có cái chữ tiếng Anh này nè các bạn, mình có thể tìm mua nha. Thì tinh bột bắp và bột bắp sẽ khác nhau, không có giống nhau. Tiếp theo là mình chuẩn bị ở bên đây là 40 gram bột làm bánh, bột để làm bánh bông lan đó các bạn. Thì ở trong bột này có sẵn là muối nở và bột nở, người ta đã pha trộn sẵn cho mình rồi, mình mua về mình làm sẽ tiện hơn. Còn nếu mà không mua được bột này thì mình sử dụng là bột mì đa dụng. Sau đó mình cho vào là 1/4 muỗng cà phê muối nở là baking soda và 1/4 muỗng cà phê bột nở baking powder để giúp cho cái phần bột của mình nở và giòn xốp. Rồi lúc này mình sẽ tách 2 quả trứng ra tô. Thì mình sẽ dùng phới lòng mình đánh tan phần trứng ra nha. Mình không cần đánh cho trứng khuẩy bông lên đâu nha các bạn. Rồi mình cho vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê đường. Tiếp theo mình cho vào đây 15 gram nước lọc. Rồi mình cho vào là 40 gram tinh bột bắp. Vừa cho vừa khuấy đều để cho bột được hòa tan. Đôi lúc những món ăn rất là đơn giản mà lại ngon, dễ làm. Rồi tiếp theo là mình cho vào là 40 gram bột làm bánh. Bột này thường để dùng làm bánh bông lan. Thì đây là cách làm của mình. Còn công thức mình ghi ở dưới phần mô tả, ngang tiêu đề có mũi tên. Mình bấm vào mũi tên thì sẽ hiện ra công thức. Nếu mà các bạn quên thì mình có thể xem lại. Rồi mình sẽ trộn cho bột được đều, bột không còn bị vón cục nha. Đó, lúc này bột của mình cũng đã mịn, được cái dòng chảy như vậy rất là mịn. Thì mình chuẩn bị một chảo dầu ăn để mình đem mình chiên. Thì mình cho dầu ăn khá khá lên chảo nha. Và bật bếp lên đợi dầu của mình nóng sôi đầu đũa khoảng 180 độ á. Thì lúc này mình sẽ cho một cái lá lốt vào cái tô bột. Mình sẽ áo đều hai mặt. Nhưng mà mình dùng đũa mình làm nè các bạn. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái thất bại mà mình làm nha, để cho các bạn rút kinh nghiệm khi mà các bạn làm thì sẽ đẹp và thành công hơn. Đó, khi mà mình dùng đũa mình làm rất là khó. Nhưng mà mình sẽ làm thử một cái để cho các bạn thấy ha. Khi mà mình nhúng cái lá lốt vào bột và dở lên á, đó, thì nó bị như vậy nè. Và mình cho vào chảo dầu á, thì cái lá lốt của mình không có thẳng ra, thì cái bánh của mình không có đẹp nha. Rồi cái thứ hai mình sẽ tiếp tục làm
Nhưng mà mình sẽ dùng hai tay để mình cho cái lá lốt vào cái chảo dầu nóng và mình chỉ chiên một cái thôi nha các bạn. Thì mình thấy chiên từng cái bánh như vậy sẽ đẹp hơn. Đó, và mình chở về bánh ha. Thì cái phần bột có thể là căn phòng. Mình sẽ chiên với lửa trên trung bình. Đó, cái phần bột ở trên thì các bạn thấy căng phồng lên như vậy nè. Nếu các bạn khéo tay hơn thì mình có thể làm căng phồng như là bánh tiêu vậy đó các bạn, ngon lắm. Đó, những cái gân lá mình nhìn thấy được ha, bánh của mình rất là đẹp. Thì nếu cái chảo của mình rộng hơn thì mình có thể thêm một cái bánh nữa nha các bạn, để mình chiên ha. Thì cái bánh này vàng rồi nè, mình sẽ nhanh tay vớt ra cái vợt để cho ráo dầu. Rồi tiếp tục mình sẽ chiên cho đến hết phần bánh còn lại nha. Thì như vậy là mình đã chiên xong một dĩa lá lốt chiên giòn. Và ăn kèm với món này cho ngon thì mình chấm cùng với tương ớt để có cái vị cay cay. Đó, cái vỏ bên ngoài giòn như vậy nè các bạn. Thì mình chiên hơi phồng nhẹ ha. Nhưng mà cái độ giòn rất là giòn xốp. Rồi mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình món lá lốt chiên giòn nha. Thì phần vỏ bột ở bên ngoài rất là giòn mà giòn xốp đó các bạn. Và lá lốt ở bên trong thì ăn rất là thơm và ngon. Chấm cùng với tương ớt cay cay. Thì món này mình có thể làm món ăn vặt cho gia đình. Vừa ngon, đơn giản, dễ làm. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích món ăn này. Nếu nhà có lá lốt thì lấy ra làm ngay luôn nha các bạn. Mình chúc các bạn thành công và ăn ngon miệng. Nếu các bạn là lần đầu tiên xem video của mình thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi những món ăn mới từ kênh mình nha. Video mình chia sẻ đến đây cũng tạm dừng. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Còn bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn.